chào buổi tối các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Lâm Tươi Travel. Bây giờ mình đang ở thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Yên Bái. Hôm nay mình đi từ Mù Căng Chải qua đây thì tối rồi nên là mình nghỉ lại ở đây. Bây giờ mình sẽ đi kiếm món gì để ăn tối nha các bạn. Thị xã Nghĩa Lộ buổi tối cũng không tấp nập các bạn. Ít xe đi lại thôi. Có quán phở ngay đối diện với chỗ nhà nghỉ của mình. Mình sẽ vào ăn thử. Quán phở bò Nam Định Tuấn Anh cơ sở 1. Chắc vẫn còn cơ sở nữa. Mình gọi bát bún sốt vang, nhìn hấp dẫn quá các bạn. Rất là nhiều thịt. Wow. Có một ít hành. Wow. Nhìn hấp dẫn quá. Mình sẽ vắt ít chanh. Trộn đều lên đã. Nhiều bún quá. Ê, rau sống này các bạn. Cả rổ, cái rổ khổng lồ luôn đấy. Có xà lách, rau tía tô, rau mùi. Nói chung là đĩa rau rất là tươi ngon. Và bạc hà nữa. Mình sẽ thử ít nước dùng. À, ngon quá. Nước dùng rất là đậm đà. Phở buổi tối mà vẫn rất là ngon các bạn. Ăn miếng thịt đã. Thịt này được hầm mềm tan luôn à. Ngon quá. Rất là hấp dẫn. Thử miếng bún xem nào. Bát bún rất là chất lượng luôn các bạn ạ. Không biết đây gọi là cái gì. Cái này thì hơi dai dai. Mình thấy thịt là ngon nhất. Ngay là nó tan ra luôn.
Ngon quá. Lấy ít rau sống. Thái nhỏ hơn thì dễ ăn hơn, hơi to. Gân bò này ngon quá. Nghĩa Lộ. Mình sẽ đi bộ dạo ra đây xem có gì không. Mình cũng lần đầu tiên đến đây. Mình thấy xung quanh đây có khá nhiều quán ăn. Ánh đèn buổi tối lung linh. Quảng trường thị xã Nghĩa Lộ. Mình bảo đi bộ chơi một lúc mà đi ra đến đây luôn. Từ chỗ nghỉ ra đây chắc phải hơn một cây. Quảng trường rất là rộng. Họ sắp làm cái gì? Không gian xúc tiến, kết nối đầu tư, trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch Hà Nội và tỉnh Yên Bái. Nghĩa Lộ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2023. Sắp có lễ hội gì ở đây các bạn? Khai mạc không gian chợ phiên Mường Lò ngày 23 tháng 9 là ngày hôm kia rồi các bạn. Ở đây sau trận mưa, lá cây kiểu bay xuống. Nhưng mà nhìn khá là đẹp, nhìn ở ngoài thì hơi lộn xộn nhưng mà quay lên nhìn cũng rất là đẹp, màu vàng. Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò 2023. Không gian chợ phiên Mường Lò. Họ có mở chợ đêm ở đây các bạn ạ. Mình đi dạo ngắm xem. Đây là một gian bán trà sữa, trà chanh. Ôi, cô làm vlog đúng không? Mình đi chơi rồi. Ồ. Mua cái này xong rồi quay. Mình mua thử cái bánh. Nghe bảo kéo được sợi phô mai. Còn nóng hổi luôn. Một tay cầm khó quá. Đây các bạn. Mình ăn thử nhé. Tay mình cầm một tay không xé được. Thôi cắn vậy. Nhưng mà nó hơi nguội một tí. Nó không thành sợi rồi. Có phô mai nhưng mà nó không thành sợi nữa.
chắc phải là ăn ngay trực tiếp mới được. Cái này mình cầm đi khoảng 10 phút rồi. Bánh này 35.000. Cũng khá là ngon. Đây này, phô mai này các bạn. Ở đây sắp có lễ hội rất là to các bạn ạ. Nên mọi người mở bán đồ rất là nhiều này. Wow, ở đây bán nhiều đồ ăn vặt quá. Có bánh sáng nướng Đà Lạt này. Đồ uống bốn mùa. Nhìn màu sắc rất hấp dẫn luôn. Kem cuộn Thái Lan, kem khói Hàn Quốc. Rồi, mình không biết ở chỗ này bán nhiều đồ như thế, không thì mình sẽ ra đây trước. Bánh 10 won, phô mai kéo sợi. Mình thử xem bạn ấy làm. Kem đây, kem đây, kem đặc biệt thơm ngon vô cùng hấp dẫn đây bà con ơi. Nào là kem cây, kem cuộn Thái Lan. Mình nghĩ mấy hôm nữa khu này sẽ bán ngập tràn đồ ăn luôn. Họ những gian hàng họ mới bắt đầu dựng lên này. Wow, sân khấu rất là rộng. Khu trải nghiệm và giới thiệu mô hình du lịch Mường Lò Nghĩa Lộ. Ẩm thực miền Nam. Nhìn hấp dẫn quá. Khoai tây xiên. Mình ăn no rồi, nhìn cái này hấp dẫn quá. Thực đường phố. Gian hàng này họ ở tít trong miền Nam ra đây các bạn. Nói chung là khắp nơi. Ở đây kiểu như hội chợ. Nhìn hấp dẫn quá, nhưng mà mình ăn bát phở no với lại cái bánh rồi. Đây là phô mai Hà Nội. Gian hàng từ Hà Nội lên. Nhìn dãy đồ ăn rất là hấp dẫn. Gian hàng này của các bạn từ Hà Nội lên bán các bạn. Bánh đồng xu phô mai Hàn Quốc 35.000 một cái. Vừa nãy mình vừa ăn xong cũng thấy khá là ngon. Ngày 30 tháng 9, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức đại hội múa xòe. Rất là hoành tráng, với lại cả trung thu nữa. Đúng vào dịp cuối tuần luôn, các bạn có thể đến đây trải nghiệm những bức tranh về thị xã Nghĩa Lộ. Đây chắc là cánh đồng Mường Lò. Hình ảnh này thì mình không biết. Nhưng mà ở giữa trung tâm là đại hội múa xòe. Nghe nói là cả mấy nghìn người cùng tham gia biểu diễn luôn. Cánh đồng ruộng bậc thang. Đây là quảng trường. Đây, từ ngày 28 họ sẽ tổ chức bán hàng, rất nhiều các mặt hàng ở đây.
Hôm qua mình đi dạo một vòng thấy có khá nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt, nhìn cũng khá là hấp dẫn. Đây, họ đang mắc dạp